Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Việt TV Network. Sau đây là phần bình luận với tựa đề Chạy hay chết. Bài viết do ký giả Nguyễn Đạt Thịnh biên soạn, Quang Trương trình bày. Kính thưa quý vị, vào sáng thứ Hai, 14 tháng 11, 2016, dân cư trong thành phố Aleppo của Syria đã nhận được một cái text message. Đây là một loại thư gửi qua điện thoại với ba chữ vắn tắt Flee or Die, tức là chạy hay chết. Thời hạn để chạy là 24 tiếng đồng hồ. Bức điện thư gửi cho kháng chiến quân của Syria và lực lượng Hồi giáo ISIS dài hơn, nguyên văn như sau. Gửi những người võ trang đang có mặt trong địa phận đông bộ Aleppo. Chúng tôi cho quý vị 24 tiếng đồng hồ để có thể rời khỏi khu trú mà quý vị đang chiếm đóng. Và những lãnh tụ hải ngoại của quý vị không còn khả năng đưa quý vị ra khỏi Aleppo nữa. Bất cứ người nào cũng có thể bỏ khí giới tại chỗ rồi được chuyên chở an toàn đến một khu vực khác do chính quý vị chọn. Và chúng tôi bảo đảm sự an toàn của quý vị trên lộ trình di chuyển. Sau kỳ hạn 24 tiếng đồng hồ, quân đội chính phủ sẽ thực hiện một cuộc tấn công chiến lược và sử dụng nhiều vũ khí vô cùng tối tân. Nhóm lãnh đạo kháng chiến đang sống trong những khách sạn sang trọng, những lâu đài lộng lẫy, không quan tâm đến số phận của những người dân nghèo sống ở tại đông bộ Aleppo. Họ chỉ khai thác quý vị cho tư lợi. Chúng tôi cho các quý vị 24 giờ ân huệ để ra khỏi Aleppo. Thưa quý vị, trong lúc lá thư mở lối thoát cho cả kháng chiến quân thân Mỹ lẫn lực lượng ISIS Hồi giáo, thì người Nga đồng minh với lại chính phủ Assad đưa thêm hàng không mẫu hạm và xe phóng hỏa tiễn vào chiến trường Syria. Một phóng viên có tên là Osama Bin Javeh của hãng thông tấn Ả Rập Al Jazeera tường trình rằng chiến trường chuyển động sôi nổi và mọi người tin là cuộc tấn công Aleppo sẽ vô cùng ác liệt. Thường dân Aleppo sẽ đổ ra đường, tay bồng, tay dắt, chạy để không bị giết. Phóng viên CNN tường trình rằng khiếp đảm trước tối hậu thư chạy hay chết và khốn khổ, đói khát vì tình trạng bị cắt đứt tiếp tế. Tuy nhiên, nhiều cư dân Aleppo vẫn không chạy và họ không tín nhiệm lời hứa của chính phủ Syria cho họ an toàn để rời khỏi Aleppo đến một địa phương khác do họ tự ý chọn. Một vị giáo viên dạy Anh ngữ có tên là Abdul Khafi Ahamdo đã nói với lại phóng viên truyền thông rằng vợ tôi khiếp sợ, đám học sinh nhỏ còn theo học với tôi cũng đã khiếp sợ. Mọi người rất là khiếp sợ, kể cả tôi. Và tôi xin truyền thông nói cho thế giới hiểu lý do khiến chúng tôi dù sợ nhưng vẫn không di tản. Lý do đó là chúng tôi không muốn di tản. Ở lại đây thì chúng tôi có thể sẽ bị giết. Nhưng ở chỗ nào mà người Syria không bị giết đâu. Chúng tôi chọn ở lại đây vì sống tại Aleppo, chúng tôi có tự do. Chỗ chúng tôi di tản đến có thể sẽ không có tự do. Thưa quý vị, tinh thần yêu chuộng tự do của người Aleppo thật đáng quý và không xa lạ gì đối với lại Việt Nam của chúng ta. Chúng ta cũng đã trả giá rất đắt, trả bằng máu và bằng chính sinh mạng của chúng ta trong cuộc di tản khổng lồ vào năm 1975. Và cũng chỉ vì muốn sống tự do, nhưng sống cách nào với tình trạng thực phẩm trong thành phố Aleppo đã cạn kiệt sau hơn 2 tháng bị đoạn lương. Không quân của Nga đánh cháy rụi 31 chiếc xe vận tải lớn chở tiếp vận vào Aleppo và giết chết 20 tài xế. Trước câu hỏi không có lời giải đáp đó, thì ông giáo Ahamdo nhún vai trong thái độ bất cần, rồi nói, chẳng phải chỉ riêng thực phẩm và thuốc men mới hết. Aleppo đã cạn kiệt mọi thứ nhu yếu phẩm để có thể sống còn. Tuy nhiên, cũng đành chịu thôi. Thảm cảnh chạy hay chết đã đến với người Việt Nam 42 năm trước, với rất nhiều điểm tương đồng. Như là người tị nạn của Việt Nam cũng chọn hướng tự do, dân chủ trong lúc chạy. Quân khu 1, quân khu 2 bị bỏ trống. Người Việt của miền Trung và miền Cao Nguyên đã chạy về hướng Nam, hướng tự do, không ai chạy ngược lên hướng Bắc. Một tương đồng khác nữa là thái độ của người Mỹ phủi tay, muốn chấm dứt chiến tranh năm đó, năm 1975, và năm nay 2016. Và không những chỉ phủi tay bước ra khỏi chiến trường, mà người Mỹ còn giúp Trung Cộng đánh chiếm Hoàng Sa vào năm 1974 và giúp Việt Cộng đánh chiếm Nam Việt năm 1975. Kính thưa quý vị, chính phủ của Hoa Kỳ giải thích là của Quốc hội đã trói tay họ, cúp ngân khoản viện trợ đến mức quân lực Việt Nam Cộng Hòa tác chiến với những khẩu súng thiếu đạn và những chiến khu trục thiếu bom, thiếu xăng. Đến ngay cả lương chính của Việt Nam Cộng Hòa cũng chỉ được Quốc hội của Hoa Kỳ chuẩn thuận cho nửa đầu của năm 1975. Nói một cách khác, Nam Việt sẽ không có tiền phát lương cho lính nếu chiến tranh kéo dài thêm 3 tháng nữa. Đối với lại Hoa Kỳ, thì lịch sử của họ đang lặp lại.
cảnh tháo chạy năm 1975 đang tái diễn trên chiến trường người Nga, cũng đang tăng cường cho quân đội Assad. Như là ngày xưa, họ và Trung Cộng tăng cường cho quân đội Cộng sản Bắc Việt trong lúc Mỹ tháo chạy. Hàng ngày, bom nổ và bom hóa học được thả xuống Aleppo và giết chết những người không chạy kịp hoặc là không chịu chạy. Tối hậu thư Chạy hay chết đã bảo thẳng những kháng chiến quân Syria thân Mỹ là những lãnh tụ hải ngoại của các anh không còn khả năng đưa các anh ra khỏi Aleppo nữa. Câu nói đáng buồn ở điểm đó, nó mô tả đúng thế bó tay của Tổng tư lệnh Obama. Tổng thống Syria cũng không buồn ngó tới ông để ông còn hy vọng thương thuyết, xin một lối thoát cho những người kháng chiến quân Syria sắp lãnh tháng lương cuối cùng của CIA của Hoa Kỳ. Ông Obama đang quan tâm đến di sản của ông. Ông cần bảo vệ cái di sản ông để lại cho Hoa Kỳ sau 8 năm cầm quyền. Và ông sẽ viết hồi ký, quyển sách kể lại những thành công và những thất bại của ông trong vị trí nhà lãnh tụ nhiều quyền năng nhất trên thế giới. Quyển hồi ký đó không thể mỏng hơn 500 trang, trong đó thì ông dành cho Aleppo mấy chục trang và dành cho lá tối hậu thư Flee or Die mấy trang. Tác giả bài báo này có một lời khen ông, như là vẫn thường khen chiến lược không để lính Mỹ chạm gót giày xuống chiến trường. Tuy nhiên lần này, khen một bại tướng đang khoanh tay, thúc thủ trước tối hậu thư của địch quả là không phải là một việc dễ làm. Kính thưa quý vị, Aleppo của ông cũng hơi giống như Ô Giang của Hạng Võ, nhưng dựa vào theo câu vương bất quá hạn để khen Tôn Tử không hơn Obama thì cũng nhàm và nhảm. Tôi đề nghị ông viết quyển Ba lần vấp ngã, kể lại ba lần thất bại chính trị, kinh tế và chiến tranh lớn nhất trong 8 năm ông cầm quyền. Và trong ba lần vấp ngã đó, cái dục tối hậu thư Chạy hay chết là một. Quyển sách ông viết sẽ được hậu thế học hỏi để Aleppo không tái diễn cuộc tháo chạy ở tại Việt Nam. Thưa quý vị, vừa rồi là phần bình luận với tựa đề Chạy hay chết. Bài viết do ký giả Nguyễn Đặng Thịnh biên soạn, quan chương trình bày. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào phần bình luận lần tới. Xin kính chào.